nên mời Uyển Ninh mới phải. Thế này nói chuyện tình, nhưng em không biết nhảy cho lắm. Không sao, anh dẫn em theo. Xin mời các vị nhường sàn nhảy cho đôi trẻ của chúng ta, Từ Thiếu Soái và cô Mộc. Được được, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Anh nên mời Uyển Ninh mới phải. Thế này nói chuyện tiện hơn. Nhưng em không biết nhảy cho lắm. Không sao, anh dẫn em nhảy. Mẹ à, đừng giận dỗi trẻ con. Khách khứa đang ở đây, nhưng rõ ràng là khiêu vũ phải là con mà. Được rồi đó. Bên trong là gì? Là một tấm bản đồ phòng thủ Thượng Hải. Bản đồ phòng thủ. Em chắc chứ? Chắc chắn. Mộc Công, cô gái này là con gái của tôi và vợ trước, Uyển Khanh. Vừa mới ở Nhật về, đã lớn thế này rồi. Lúc em ở Nhật Bản có học thêm chuyên ngành kiến trúc. Trên đó có vẽ bản đồ địa hình đường Đồng Mức, còn có ký hiệu quân sự xung quanh Thượng Hải. Hơn nữa độ rộng hẹp của cầu cống, đường phố đều được ghi chú rất rõ ràng. Rõ ràng là một tấm bản đồ quân sự. Nhưng khác với bản đồ quân sự bình thường là phía sau mỗi một ký hiệu đều có quân số đóng quân, còn có một số mũi tên, em đoán là phương hướng tiến công. Tiêu rồi, có phải anh biết người đó là ai không? Tro cốt của mẹ em có ở đó. Anh hứa với em, nhất định sẽ tìm tro cốt của mẹ em về.